Mình ơi, từ lạnh này, ăn đi, ăn đi. Ăn, ăn cả mọi người chỗ hộ nhé. Khổ lắm cả nhà. À, phần nằm trong 12 bình nước này. À, người ta lọt vào bình trống, mình lọt vào bình đục. Khổ lắm. Sáng 4 giờ thì dậy rồi. Dậy làm gì biết không? Về chế nước trà cà phê uống tranh thủ xong rồi bắt đầu là gom quần áo của con cả đêm ngủ nó đái mà rồi quần áo của vợ quần áo của mình bỏ vào máy giặt xả nước giặt xong rồi quay lại rửa chén bát chén bát xong rồi đánh răng ra mặt pha trà cà phê thì mình pha trước nước trà mình pha sau thì xong rồi ra thế thôi con về thì lo định răng cho con sao đi đâu nước ra rồi từ từ để ba rồi đắng rồi mình đánh nha đắng ấy rồi được lên cho em con đấy được thằng con trai năm đi học lớp một nhờ được rồi ngồi dậy mau ngồi ăn mau rồi ăn mau cho tí là mẹ mới bảo là ba không hoàn thành nhiệm vụ là mất công đó. Ngồi đây ngồi đây cái lưỡi này đấy ăn đây phần bên trong 12 bình nước khổ lắm người ta lọt vào bên trong mình lọt vào bên đục nước từ từ thế anh đang gọt nước lên rồi uống ăn ha mẹ mau còn chưa xong thì đợi con sáng đợi con thức dậy dậy xong đánh răng ra mặt cho nó con nhỏ mà mới có 3 tuổi chứ đánh răng ra mặt được xong rồi bắt đầu là cho nó ăn sáng ăn sáng thì sáng có gì ăn đó một thì đá mua xôi hai thì chế mì tôm chế phở có bữa thì sáng nữa thì chín cơm trứng chuẩn bị gà nhà đẻ nhiều ăn bữa ăn hết cái nhà lá vườn xong cho con đi học thằng lớp một thì đấy về là từ lo được rồi xong nhiều người hỏi sao mẹ nó đâu không bụt cho con ăn đó mẹ nó còn giữ vậy nè đại để dài lắm từ ba năm một lửa ba năm một lửa này thôi mày cưới em bảo là thôi để đi một lửa ra ba đứa luôn lên là không cưới ba năm để lửa khổ bảo là nó lên cho ăn này mà em cho con ăn thì em cho con bú chị à tưởng đâu cho bú giờ mà đánh đừng ly sữa mà đổ từng ly khó lắm người ta bảo sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì mình cố gắng nhưng cao cả này cho con ăn này cũng là nhiệm vụ thôi tốt đâu có gì xấu đâu em nói nhỏ nhỏ thôi nói to ở dưới nó nghe nó bệnh ai nó nghe thế là nghe thì lắm nói mới đẹp gì coi như con nhà lại không thôi con muốn đi thôi ngồi đấy nó nói nhỏ nhỏ nói to mà nghe hình như là nhận người về các thanh niên mà chưa vợ ấy trước khi lấy vợ thì cũng nên xét xét lại tha để vợ này cưới nhưng đừng cưới vợ nữa à, khổ lắm bị đưa vào công cái là cái thắng con bị đưa vào công cái khổ lắm con ăn đi nhà mẹ con bảo là coi như là nhiệm vụ cho con ăn cũng xong rồi là mẹ con gom lên khổ lắm em sợ vợ số một vợ em cả làm sợ phải nhìn em thôi nó lên dạng cuộc sống con sợ sao sợ nó xíu khổ rồi phần bên đông 12 bình nước bên lục bình trong không biết đâu được thế như anh nhận gửi từ các thanh niên chưa vợ nhá thì cố gắng tối luyện cái sức chịu đựng thứ nhất là chăm con này thứ hai là phải luyện cái tai để mà nghe chứ trong thôi chửi kịp lắm chửi đúng rồi tôi cũng chửi đâu cá tai lương chửi mình khỏe lắm chửi cho nói là đã xong rồi nói sống chưa nói xong rồi lặng
mệt. Đi mình chơi lại, đi mình giả chơi lại nha. Mình là nếu mà bị vợ chơi lặng thinh, đó là bí quyết nha, không nói gì hết. Tại vì mình chỉ có nhiệm vụ nghe thôi mà, nghe không là việc của mình. Còn mình trả lời học cả lò mệt, đúng không? Vợ nó chơi là vừa mệt, vừa chơi xong mà muốn mà để mệt nữa, cứ lâu lâu đền câu, lâu lâu đền câu cho chơi. À đúng rồi, ham mệt, ham mệt. À, thôi được rồi. Ôi, máu cả nhà người ta cười ra. Để ba tầm dốc tiền và bay cách để mà là khi vừa chơi khỏe lắm. Hoặc lâu lâu đến câu xúc hết đấy. Đừng xúc phạm nha, xúc phạm không được đâu. Con tổng vừa thì con tổng nên lâu lâu đến câu xúc hết rồi. Đấy, tổng đã chịu chịu sướng, chịu mình nghe thôi mà. Mình đâu phải chịu lại đâu. Thích thì mình nghe thì thôi, đúng không? Còn chị lại là người dài. Những người nào mà vừa chửi mà chửi lại hoặc là đồng tay đồng chân là những người đó người dừa, đúng không? À, rất dừa. Đồng tay đồng chân làm gì? Đau. Nếu mà dùng tay chân mà đánh vừa hay đánh vào đủ của mình ấy, có đau không? Nếu mà đánh vào đủ mình đau ấy thì không nên đánh vừa. Còn nếu đánh vào đủ của mình mà không đau ấy thì đánh vừa. À, nhưng mà nói về thôi, đủ rồi mà. Đụng cãi đau, đau điếng lắm. Ốc ơi! Ốc ơi! Ba bảo con ngồi đây ăn mà sao đi nhỉ? Con ăn xong chưa? Rồi xong chưa thì đi qua bàn học ngồi vào. Nhanh! Học ABC đi. Đại học thì con này đứa đầu học lớp 6 rồi, đứa thứ hai mình lập mầm, đứa thứ ba mình hơn 4 tháng rồi. Giờ nhiệm vụ của mình ấy là cho cái đứa lập mầm ăn, mà chưa thể ăn được cả nhà, khổ lắm. Đấy, mà nhiều người chỗ bảo sao vợ đâu không cho ăn. À, vợ nó cho đứa nhỏ ăn, mình bắt mình cho đứa nhỏ ăn chiều. Cho kiểu gì? Chỗ đâu mà tao bú, trả lại tao bú sữa ngoài. Trong lúc đó là người ta học khuyến cáo là sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đúng không? Quá chuẩn. À, nhắc các thanh niên chưa vừa nha, thì cố gắng là phải tôi luyện thì chắc là tập cho chưa mà có cháu thì tập cho cháu ăn này. Nghe kiềm chế nha, nhiều khi nó đến nửa đo nụ nóng với tay nhỏ như tôi thì chẳng mà nạp sỏ đâu được, nạp sỏ nó ngay thôi. Nó khổ, nó đau, nó khổ, nó chút nữa. Đấy, thứ hai là cái luyện cái sức chịu đựng. Đấy, chịu đựng như thế không? Chịu đựng vợ chơi, đó, vợ chị kiên lắm. Nói về thôi, không chịu đâu, vợ em hiền lắm. Trả được như thế không? Nhưng mà gặp em thì thuộc dạng là phù thủy trì vợ mà. Nói thoải mái, mà khi nào chán thôi mình nghe thôi mà cứ khi nào mà vừa chửi là cứ cầm ly cà phê về rót coca rồi ngồi uống này. Lâu lâu uống chặt tràm hôn mà vừa không còn được đợi nữa cứ cười này khi mà nói cho đá này hỏi sống với em thì chắc này là sống với con gì nữa đêm mà nói sống rồi thì mình mệt em cùng ta đấy em bảo vậy. À, đấy mình nói như vậy là cái chuyện của con mà thằng hai rồi về đâu được, khổ lắm. Thằng hai gặp nhiều ông tính vụ phú rồi bắt đầu là thôi lên đồng tay đồng chân thôi cả đống chơi. Từ ba đánh á thì ba tâm dốc rồi con ba đây bay gọi là bí quyết trì vờ chơi. Cả nhà không tin thì thực hiện theo lời của em nói. À, bảo đảm hiệu quả number one. Cái này là thật không có cái thuốc nào mà trừ hay tăng cái thuốc nha nói cho nên bị chuyển thôi quậy dị dị anh chị. Còn mà ra ngoài nhiều người này xuống bờ mai giờ bờ tao về tao đấm họ đừng mà nghe họ nói nha, nói đây là những người đó là người suy dài đấy, đừng nghe là người bà bờ mai giờ bờ tao. Ai mà họ ủi vợ, có người nào sao vợ mày dữ vậy, nó ôi,
Bờ tôi xin lỗi các làm sợ nhưng mà mình tối mà dạy trên trường cái học sinh mà sợ nó mà. Sợ sao vậy không? Sợ nó khóc. Đấy, học sinh mà nói quá nó khóc. Đấy, tôi thấy sợ nó chịu. À, nó chịu cả cực lắm. À, đấy. Đấy. Bắt đầu là... nghe vậy, nghe bắt đầu là chữ mẹo cho con khóc để mình vừa bông vừa cho con ăn con để nó ngồi nó ăn chưa ăn tối để cho em ăn rồi rồi đem về đây em về đây tay bông tay bể rồi giờ để đây máu bông đấy à thôi đấy à số nhỉ. Ê, ngồi đây. À, Bảo Uy chào cả nhà này. Ê, cháu ở nhà tên là Cà Rốt. Ê. Cái này là cháu bằng ngoài là chắc chắn nha, nhưng mà cháu bà nội chưa chắc. Khổ lắm, cháu bà nội phải coi lại. Nói cháu bằng ngoài là chắc chắn 80% rồi đó. Giờ ai dám cãi không phải cháu bằng ngoài không? Và vì sao không phải cháu bà nội là khổ lắm. Ơi. Nhưng nhiều người bảo là cái cháu bà nội tôi bà ngoại làm gì có. Cháu bà ngoại chắc chắn nên cháu bà nội chưa tắc đâu. À, nói về hơi phụ lông bà ngoại nghe ba cái tai á. Mai ngủ có coi cháu ổn cháu đau như lên chịu cũng nhiều được thôi. Đấy, cả nhà thầy cô. Tay bông tay đút. Đấy, hai mẹ. Đấy, các thanh niên chưa vợ đấy, xem thế này mày cười vợ nha. Đừng có ngồi lên đây nha. Khổ quá khổ thôi đêm nay tâm dốc như vậy được thôi chẳng qua làm mau tí thôi còn nói chung là hôm nay là em bay thứ nhất là điều kiện là thuốc trì vừa chửi thứ hai là phần thân nó nóng ấy mà nó rơi vào cái điện mà bình đục ấy thì phải chấp nhận khổ lắm thôi hàm việc đầu cưỡi nắm cưỡi về đến bảo thôi giờ đằng nào cũng sân một lửa khoảng 3-4 lửa luôn lên luôn mà nó bảo thôi sân cho nó nuôi cực bởi vì có hai vũ à mà sân 3 lửa sau vũ à trong đó coi như con vũ thì con là thêm lửa đại cho vũ mình ha toàn sáu vũ không được đâu bây giờ nói thôi một lửa như vậy sách nữa đó dễ chấm ai dễ đâu thể giờ thể khổ nè thôi chào cả nhà đây con chào ấp chào cả nhà đây con ngồi xuống chào cả nhà đấy thôi chào cả nhà ngồi xuống đấy rồi ok thôi bye bye cả nhà nha em